Năm 2024, tỉnh Lào Cai phấn đấu tổng diện tích chuối hàng hóa đạt 2.285 ha, dự kiến tổng sản lượng cả năm 42.500 tấn. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh lên kế hoạch trồng mới thêm 700 ha chuối, tập trung tại các huyện Bát Sát, Mường Khương, Bảo Yên và Bảo Thắng. Đến nay đã có 201 ha được trồng, nâng diện tích chuối hàng hóa của tỉnh lên 1.902 ha, đạt trên 83% kế hoạch. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh cũng đã thu hoạch được trên 7.500 tấn quả chuối tươi. Giá chuối xuất khẩu đạt 4.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên, do nguồn cung từ các nước Campuchia, Lào và Philippines dồi dào, nên sản phẩm chuối của Việt Nam nói chung và Lào Cai nói riêng phải cạnh tranh giá bán thị phần với các nước, nên việc xuất khẩu khá chậm. Theo phản hồi từ các địa phương, nếu tình trạng trên kéo dài, cộng thêm bệnh vàng lá Panama tiếp tục làm thêm nhiều diện tích chuối bị chết, tỉnh Lào Cai sẽ khó đạt mục tiêu 2.285 ha chuối hàng hóa trong năm nay. Thank you.